Vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Hiền Trần DC. Hôm nay vừa nhận được cái hộp, cái đơn hộp này của bên Shopee. Cái đơn hộp này là đang giá là 65.000 một cái, em mua hai cái là 140. Thì hôm nay em nhận chế cho một bác ở dưới miền Tây là cái máy bơm phun sương này, sẽ bỏ trong cái hộp này để làm máy sách đi cơ động bỏ đây. Rồi nếu mà lần sau bác có nhu cầu thì bác sẽ bỏ pin vào trong này, sẽ dùng cái pin này này ở trong này, nhưng mà cái này thì em chỉ chế thành đóng hộp như này thôi cho bác. Rồi em làm mấy cái rắc cắm, em đang hàn mấy cái rắc cắm đây. Đấy, để cắm điện vô thì sẽ cắm điện 12V hoặc là dùng bình ắc quy 12V hoặc là dùng những bình xe máy để bác cái sách ra đồng để tưới xịt thuốc, pha phun thuốc thế ạ. Đấy, thì hôm nay em làm này cho bác. Một lát em làm xong em sẽ ra em test, tại vì trong quá trình làm thì quay nó cũng chi tiết quá, thì lát em làm xong thì em sẽ chi tiết lại cho các bác xem. Đó. Thì cái chủ yếu là cái hộp này em mua này, đây cho các bác xem tham khảo cái hộp nữa này. Đó, máy cái thứ thì bữa video trước em có nói rồi, thì cái hộp đây mua là 65.000 cái, hai cái là 140 đây. Đó là em vừa nhận được đây. Đó, đây. Đó, rồi thì em sẽ để lại tiếp ở cái video tiếp sau. Em sẽ làm xong ra test thực tế cho các bác xem là cái máy phun sương này chế là cái máy để tưới phun thuốc xem có hiệu quả hay không. Em đã nghiên cứu máy chế cho nó thành công, thì ý bác muốn là cắm một lỗ là dùng bằng pin, một lỗ là cắm điện 12V. Đó, thì em có hai cái em đấu chung với nhau, song song với nhau. Đó thành hai lỗ ổ cắm, cho tính ra là một cái cũng được, nhưng mà cắm hai cái cho yên tâm, nhiều khi có cái này hư còn lỗ kia. Đây. Quét một cái lỗ ở đây, định vị cái lỗ đây đây. Lỗ đầu ra, lỗ đầu vào. Đấy, em cho rồi này. Cái này em cầm tay em quay như nó khỏi cần liên tục này. Chân máy này nó hơi rung tí. Đó, cái này cài vô đây. Cái này sẽ bắt cái này rồi đây. Bên đây là cắm cái quay ống nhựa vào. Đó, cái này mình sẽ đậy nắp rồi. Đó. Đó, cái này bây giờ nước ở trong cái máy bơm cũ này ra nó te tét cái khu này ra. Rồi mình sẽ test thử. Không có pin nè. Đây cục pin người ta 12V đây. Đây là cell pin 12V này. Đấy, cắm vào cái chạy luôn thì cái máy này em cho nó chạy luôn, không phải qua công tắc nữa. Đó, tại vì khi mà mình khóa nước cái máy tự ngắt. Rồi bây giờ em sẽ đem ra ngoài test thử cho bác xem nha. Đây là sản phẩm đã đi xong, chuẩn bị test cho bác xem này. Thì nó có một cái dây này để cặp vào bình này, cắm rồi. Thì có thể cắm này rồi. Đó, cặp vào bình ắc quy. Này là cái nguồn điện này. Cắm vào điện 220 này. Này 12V 4A này. Đó, cắm vào điện 220 và cắm vào thôi. Đó thì bây giờ cái này em test bằng pin cho. Cho xem nha. Ok rồi nha. Đó, dưới cây. Khá ok nha các bác. Đó, đựng trong hộp thì yên tâm, không sợ nước non gì. Đó, máy chạy cực kỳ êm.
Ok. Cắt điện. Hết nước. Này phải đem ra đồng để cắm cái thứ được rồi. Rồi video xin được kết thúc đây. Một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã quay video này. Nếu thấy hay để chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem. À, bác nào muốn đi cái sản phẩm giống như vậy thì có thể liên hệ với em nha. Đó, cái này nó sẽ bị...